hình kim tự tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin hân hạnh gặp lại quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh Di Bảo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim Tự Tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, vị khách mời đầu tiên là nữ ca sĩ Đông Đào. Chào Đông Đào. Chào anh Thi Bảo. Đông Đào trân trọng kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kim Tự Tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin được hỏi Đông Đào là Đông Đào đã xem chương trình Kim Tự Tháp lần nào chưa? Đào đã xem nhiều lần rồi anh. Chắc có nhiều kinh nghiệm lắm ha. Kinh nghiệm thì không biết sao nhưng mà Đào rung quá à. Tại sao vậy ạ? Tại vì tất cả các game show Đông Đào theo dõi cũng rất là nhiều, nhưng mà riêng chương trình này Đào thấy khó quá. Khó ở điểm nào? Bởi vì giữa người hai người cùng chơi với nhau phải đồng một quan điểm, tức là mỗi một người á, người nghĩ và người trả lời thì nó phải có một cùng một cái suy nghĩ chung. Nhưng mà Đào thấy thì riêng người miền Bắc và người miền Trung và người miền Nam thì có những cái địa danh á, mình dùng từ nó không có giống nhau, cho nên Đào sợ quá, không biết là cái người cùng chơi chung với Đào hôm nay là người miền nào. Không biết. Người mà đầu tiên mà Đông Đào sẽ tiếp xúc đó là bạn Vũ Đức, đó là người đồng đội đầu tiên. Bây giờ thì Đào hãy đến làm quen coi một anh ấy người miền nào. Xin chào chị Đông Đào. Chào chị. Chị hỏi em người miền nào nhỉ? Dạ em người miền Bắc ạ. Đó, một lần nữa rung rồi đó. Khác miền nhưng mà có chắc lẽ là cùng quan điểm. Hy vọng là như vậy. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, và vị khách mời thứ hai là nam ca sĩ Thanh Sử. Xin chào anh ạ. Chào chị bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chắc là vào những dịp lễ lớn, nếu mà chúng ta xem các chương trình ca nhạc qua màn ảnh nhỏ thì đều thấy anh Thanh Sử xuất hiện, phải không ạ? Anh là... Vâng ạ, nếu mà quý vị để ý một tí thì quý vị sẽ thấy Thanh Sử là người chuyên hát những bài hát truyền thống, cho nên những dịp lễ kỷ niệm ngày quân đội hoặc là những ngày lễ của nước thì Thanh Sử mới xuất hiện trên truyền hình để hát những bài hát truyền thống. Hôm nay đến với chương trình khám phá Kim Tự Tháp thì Thanh Sử cũng mong rằng được đem lại những cái niềm vui nho nhỏ đến quý vị cũng như là đến cho chính bản thân mình trong chương trình ngày hôm nay. Như vậy là những dịp lễ lớn thì mới có anh, phải không ạ? Dịp lễ nhỏ thì chắc anh không có chạy show, phải không? Công việc hiện nay của anh như thế nào? Công việc của Thanh Sử hiện nay thì Thanh Sử đang làm và hoạt động tại Trung tâm Nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh với cương vị là ca sĩ. Bên cạnh đó thì cũng tham gia giảng dạy cho các bạn thích làm ca sĩ. Anh đã tốt nghiệp nhạc viện đúng không ạ? Dạ vâng, Thanh Sử đã tốt nghiệp nhạc viện cách đây 12 năm. Và bên cạnh đó thì Thanh Sử cũng được học thêm trường sân khấu để hỗ trợ thêm cho nghề ca hát của mình. Anh học thêm trường sân khấu mà khoa nào? Thanh Sử học khoa diễn viên. Diễn viên nữa? Dạ vâng. Anh định đi đóng phim hay là diễn kịch ạ? Dạ không ạ, Thanh Sử chỉ có ý đồ là học khoa diễn viên để hỗ trợ cho công tác ca hát của mình mà thôi. Hy vọng là gặp anh trong một bộ phim nào đó, phải không ạ? Rất hy vọng điều đó. Và xin giới thiệu với anh người đồng đội đầu tiên của anh ngày hôm nay, đó là bạn Gia Tư. Bây giờ thì anh hãy đến làm quen bạn ấy đi. Và tôi xin chúc cho hai đội chơi ngày hôm nay có một kết quả thật là tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp có tất cả là 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim Tự Tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim Tự Tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Và bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng này có 6 chủ đề, sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Chủ lực: sẵn sàng chiến đấu, trên dưới một lòng, hải quân anh hùng, màu của chiến thắng. Và chủ đề cuối cùng mang tên cất cánh. Ở vòng thi đầu tiên chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều chủ đề liên quan đến quân đội, bởi vì chúng ta sắp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12.
Và bây giờ thì trước khi hai đội bước vào từng chủ đề, tôi xin nói qua một số quy định của trò chơi này như sau. Người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính và các đáp án lần lượt được thể hiện. Người gợi ý hãy dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ mà bạn muốn nói. Và xin lưu ý, tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Nếu vi phạm, chúng ta sẽ nghe một tín hiệu và bạn sẽ không được tính điểm cho đáp án đó. Các bạn có 30 giây để diễn đạt 7 câu hỏi. Một câu trả lời đúng được 1 điểm. 1 điểm tương đương giá trị tiền thưởng là 100.000 đồng. Sau đây, xin mời đội của ca sĩ Đông Đào được lựa chọn chủ đề đầu tiên. Mời chị ạ. Em chọn chủ đề sẵn sàng chiến đấu. Chủ đề sẵn sàng chiến đấu. Đội của chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những phương tiện di chuyển thường thấy trong quân đội. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Máy bay. Du dinh độc lập. Xe tăng. Cái gì chạy trên biển? Tàu. Tàu hai chiến. Tàu ngầm. Tàu biển. Bỏ qua. Bỏ qua. Cái gì chạy trên đường? Cái gì chạy đường chở nặng? Ô tô. Bốn bánh chở nặng mà ô tô tải. Mọi người thường thấy. Bỏ chữ giữa. Bỏ qua. Cái gì chạy dưới nước? Tàu ngầm. Cũng hơi xin chúc mừng, rất cố gắng nhưng mà cũng đúng như dự đoán của chị Đông Đào lúc trước phải không ạ? Có thể là do chúng ta có khoảng cách về từ ngữ của hai miền một chút. Ví dụ như bạn Đức, bạn nói là ô tô tải, nhưng mà đáp án chính xác của chúng ta là xe tải. Chẳng qua là cũng có một vài từ nào trong đáp án thôi, chứ không hẳn là hết như vậy, cho nên chúng ta cũng không quá lo lắng lắm. Chủ đề thứ hai dành cho đội của anh Thanh Sử, mời anh. Đội mình chọn chủ đề là chủ lực. Chủ lực. Gợi ý của chủ đề này như sau. Và đây là chủ đề có điểm thưởng. Có điểm thưởng. Nếu trong 30 giây đội của anh trả lời đúng hết tất cả 7 câu hỏi thì đội của anh nhận thêm số điểm thưởng trị giá 300.000 đồng. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi gợi ý của chủ đề. Những binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Những binh chủng trong quân đội nhân dân bộ binh, pháo binh, hải quân. Đúng rồi đó. Bạn Gia Tường, bạn đã liệt kê ra cũng rất là nhiều. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Đi trên mặt bộ binh. Ok. Trên nước. Hải quân. Ok. Dừng sát. Đặc công. Ok. Đùng. Pháo binh. Ok. Bộ đội đi vô đâu chứ bạn? Quân y. Ok. Đi làm, bộ đội đi làm. Đi làm. Làm gì anh? Đi làm việc. Chiến đấu. Không, đi làm việc. Bỏ qua. Trên bờ, trên không. Không. 5 điểm ở chủ đề đầu tiên, đó là một số điểm rất đáng khích lệ. Nhưng mà ở đáp án gần cuối cùng, đáp án thứ 6, anh nói không quân. Có từ không là từ trùng với từ đáp án cho nên không được tính điểm. Chủ đề thứ hai dành cho đội của ca sĩ Đông Đào. Em xin chọn chủ đề trên dưới một lòng. Trên dưới một lòng. Ở chủ đề này thì bạn Đức sẽ là người gợi ý và ca sĩ Đông Đào là người trả lời. Gợi ý của chủ đề này như sau. Các phân cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam. Các phân cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam. Á úy. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Các phân cấp. Chạy tiếp là tầng. Chạy trên là tập tầng. Sư đoàn. Nhỏ hơn. Nhỏ chung là tiểu đoàn. Cũng nhiều người nhưng không phải là đoàn. Đại đội. Trên tiểu. Trung đội. Đội. Trung đoàn. Đúng rồi. Phòng không công quân. Binh chuẩn, máy bay. Nhỏ hơn đại. Chủ đề tiếp theo dành cho đội của anh Thanh Sử. Đội của em chọn chủ đề màu của chiến thắng. Chủ đề màu của chiến thắng. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ có màu đỏ. Màu. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Yeah. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Ban ngày thì có cái gì chiếu sáng? Ông tròn. Mặt trời. Cái gì đây?
Má Hồng. À, không không, nhưng mà bỏ qua. À, môi. À, không, dùng để chét son rồi. À, sao vàng thì lá cờ. À, một chữ thôi. Cờ. À, anh vừa nói môi đúng rồi. À, cái con gì mà ở có cái gì trên đầu? Màu gà. Đúng rồi. À, cái gì mà rồi. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của ca sĩ Đông Đào được 8 điểm và đội của ca sĩ Thanh Sử được 10 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Như vậy thì chủ đề tiếp theo dành cho đội của chị, mời chị. À, em chọn chủ đề Hải quân anh hùng. Chủ đề Hải quân anh hùng. Chúng có màu đỏ. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều liên quan đến thủy thủ. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái gì chạy trên biển? À, chạy trên biển. Tàu. Okay. Cái gì mà ở xa xa mình thấy ngọn đèn? Hải đăng. Okay. Cái gì xa xa? À, ống nhòm. Cái gì mà để cái tàu nó giữ thăng bằng cái tàu? Phía sau tàu. À, bánh lái. Cái gì để quay dưới đít tàu? À, cái gì để quay cho chạy tàu chạy á, cái quay phía sau đuôi tàu để tàu chạy. Cái gì để cứu hộ? Phao. cái ngọn rất là hay, chúng ta cũng đã đạt số điểm rất là cao. Như vậy thì kể như là cũng có đã cùng quan điểm đúng không chị Đào hả? Hơi nhưng mà vẫn run quá thôi. Chủ đề cuối cùng là cất cánh, chủ đề này dành cho đội của anh Thanh Sử. Mời các bạn nghe gợi ý của chủ đề: những thứ có thể bay trên không. Kinh khí cầu. Bay. Ok rồi, chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. À, nãy em vừa nói ba chữ. Kinh khí cầu. Dạ đúng. À, con gì? Chim. Rồi. À, ba chữ là một loại đi nhưng mà nó phóng vù vào không trung. À, tên lửa. Không, ba chữ phóng vào không trung. Vũ trụ. À, tàu đúng vũ rồi, trụ. Đúng rồi. À, cái gì mà nó xoay. Trong chóng. Rồi đúng rồi. À, thả gì? Thả diều. Rồi. À, cái gì mà phóng vào không trung nãy anh vừa nói? À, tên lửa. Rồi đúng rồi. À, quả gì bay trên trời tròn. Kinh khí cầu. Không, à? Tròn. Rồi một chút xíu thôi là chúng ta đã trả lời được câu hỏi thứ 7, là đáp án cuối cùng của chủ đề cuối cùng chúng ta, đó là bong bóng. Ngoài kinh khí cầu ra còn có bong bóng, diều anh cũng đã thả thì có thả diều rồi nè. Thả kinh khí cầu thì nó cũng hơi căng, phải không? Kinh khí cầu thì đó là một vật rất là lớn. Như vậy là chúng ta đã trải qua tất cả là 6 chủ đề và số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của ca sĩ Đông Đào được 14 điểm và đội của ca sĩ Thanh Sử 16 điểm. Tiếp tục đến vòng thứ 2. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ 2 của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Xin được chúc mừng anh Sử và bạn Tường đã bước vào vòng thi đặc biệt này. Dạ, cảm ơn. Tôi thấy anh rất là thoải mái, đó là một ưu điểm của anh ở vòng thi này. Chúng ta có tất cả là 60 giây để diễn đạt hết tất cả 6 chủ đề, theo thứ tự từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Nếu chủ đề nào khó, chúng ta có thể cho qua. Thì khi còn thời gian thì chúng ta hãy quay lại để trả lời. Nếu trong 60 giây chúng ta trả lời đúng hết tất cả 6 chủ đề, tổng số điểm thưởng sẽ là 5.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Và ở vòng thi này thì anh Sử anh không được dùng tay để diễn tả. Tôi để tay của anh ở đây. Anh không được phép dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê mà thôi. Điều này có gây trở ngại gì cho anh không ạ? Anh nên lưu ý nha. Anh không được dùng câu để gợi ý. Anh phải hết sức bình tĩnh để phân biệt sự khác nhau giữa hai vòng thi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẵn sàng nhé. Chúc cho hai người may mắn. Đừng giải thích. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Giải thích. Cassette. Micro. Âm thanh. Phát ra tiếng hát. Đưa đĩa vô phát ra tiếng hát. Chỉ được liệt kê mà thôi. Quần áo. Trang phục. Quả
quần áo con trai. Thời trang. Quần áo con trai. Đồ nam. Thời trang nam. Bà vợt. Thể thao. Thể hình. Mua. Đến mua. Shop thể thao. Hôm qua. Anh gặp ở chủ đề thứ 5 anh mừng lắm đúng không? Nhìn nét mặt của anh là tôi biết anh gặp chủ đề này anh mừng quá. Mừng quá nhưng chưa kịp trả lời phải không? Đây là chủ đề tôi nghĩ là anh sẽ trúng tủ những ca khúc cách mạng phải không? Chưa kịp nói. Nhưng mà rất tiếc là anh đã không còn thời gian để kịp trả lời. Nhưng mà chúng ta cũng có một dãy số rất là đẹp, 200, 300 điểm, 400 điểm. Tất cả là 900 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 900.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi dành cho khán giả đang theo dõi chương trình Kim Tự Tháp. Quý vị sẽ có cơ hội nhận những phần quà Giáng sinh của nhãn hàng Kayla nếu chúng ta trả lời đúng hai câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Trong chương trình Kim Tự Tháp tuần trước, tên của hai vị khách mời là ai? Và bây giờ là nội dung của câu hỏi số 2. Xin hãy cho biết trong hai vị khách mời đó, ai có số điểm cao hơn? Và 5 phần quà sẽ dành cho quý vị khán giả trả lời đúng và sớm nhất. Xin vui lòng trả lời và gửi về địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Minh Việt, số 99-107 đường Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài bì thư, xin vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ người gửi, số điện thoại và ghi tên chương trình Kim Tự Tháp. Xin chúc cho quý vị và các bạn may mắn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lần thi thứ hai của phần thi Khám phá Kim Tự Tháp. Ở phần thi này chúng ta cũng có 6 chủ đề và bây giờ là nội dung của các chủ đề. Bình yên. Sát cánh bên nhau. Đất nước anh hùng. Quân lệnh như sơn. Lá xanh. Chủ đề cuối cùng mang tên trang thiết bị. Các bạn thân mến, tất cả những quy định của vòng thi này vẫn không có gì thay đổi so với vòng thi trước kia. Và bây giờ thì các thành viên của hai đội đã hoán đổi vị trí cho nhau. Bạn Gia Tường lúc này là một thành viên mới của đội ca sĩ Đông Đào và bạn Vũ Đức là một đồng đội của ca sĩ Thanh Sử. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chủ đề đầu tiên. Chủ đề đầu tiên xin dành quyền ưu tiên cho đội của ca sĩ Đông Đào. Em chọn chủ đề lá xanh. Chủ đề lá xanh. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ có màu xanh. Có lẽ như là chủ đề này hơi dễ phải không ạ? Dạ cũng không dễ lắm. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Bầu trời. Biển. Cái gì đóng trên biển? Cái gì đóng trên tàu. Biển? Cái gì mà cái gì đóng bám trên đá? Rêu. Cái gì đẹp mà phụ nữ hay đeo? Còng. Nó hai từ. Vòng tay. Gần giống. Cầm tay. Bỏ qua. Cái gì mà ngã tư? Đèn xanh. Đèn xanh hai đỏ. Hai chữ sau. Đèn xanh giao thông. Bỏ chữ. Đèn đỏ. Không. Đèn giao thông thôi. Có một thứ trang sức mà hình như là bạn Gia Tường cũng có đeo thì phải. Vòng tay có thể bằng cẩm thạch phải không ạ? Cẩm thạch hả? Chúng ta có thể lấy ngay ví dụ mà chúng ta cũng thấy đó là đeo trên tay, vòng tay cẩm thạch. Chủ đề thứ hai, chủ đề này dành cho đội anh Thanh Sử. Dạ, đội mình chọn chủ đề là đất nước anh hùng. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những địa danh lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Dinh Độc Lập mà. Đây là chủ đề có điểm thưởng. Chúng ta cố gắng trong 30 giây diễn đạt đúng hết tất cả 7 câu hỏi. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Ở ngoài Bắc. Ở Điện Biên Phủ. Ngô Quyền đánh trên gì? Ở Bạch Đằng. Bác Hồ ở chiến khu gì? Việt Bắc.
Cà phê gì? À, Trung Nguyên. Ở trên Tây Nguyên cơ mà, cà phê gì? À, bỏ qua. Bỏ qua. Đường dài nhất? À, Cách Mạng 8. Không, đường dài nhất từ Bắc vào Nam. À, Hồ Chí Minh. Không, đường gì? Quốc lộ 1A. Không. Trời ơi, chiếc gậy gì? Trường Sơn. Rồi. Đất thép Thành Đồng. Gì? Còn một chút xíu nữa thôi, tôi nghĩ rằng nếu anh bình tĩnh hơn một chút xíu nữa làm cho bạn Vũ Đức và bạn cũng bối rối theo. Chủ đề tiếp theo dành cho đội của chị Đông Đồng. Dạ, đội của em xin chọn chủ đề Bình Yên ạ. Chủ đề Bình Yên. Những điều gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều liên quan đến cảnh sát hình sự. Chúng ta có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. À, bắt đi bắt cái gì? Bắt cướp. Không, bắt hai tội chữ. Phạm. Đúng rồi, mà hồi nãy chị vừa mới nói hai từ động từ á. Điều tra. Đánh rồi đập rồi. Tra tấn. Không, để mà thẩm tra. Để mà làm cho người ta trả lời á. Thôi bỏ qua. Khi mà hồ sơ gì, có bộ phim hồ sơ gì. Để mà khám bệnh rồi điều tra cái bệnh án của người ta á, bỏ qua. Cái gì đây? Vân tay. Gặp cảnh sát hình sự hình như hơi rung, phải không? Được có 2 điểm mà thôi. Chủ đề tiếp theo dành cho đội của anh Thanh Sử. Rồi. Em xin chọn chủ đề sát cánh bên nhau. Sát cánh bên nhau. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ có thể đeo lên người. Những thứ có thể đeo lên người. Đồng hồ, bàn tay. Những thứ gì mà bạn Đức và anh Sử có thể đeo lên người à? Tay. Nhiều lắm ạ. À. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Chúng ta có 30 giây. Nhớ 30 giây. Nhé. Bắt đầu. Cảnh sát hình sự hay mang theo. Đúng. Đúng rồi. 30 năm tuổi đảng. Huân chương, huy hiệu. Đúng rồi. Ở đây. Cầu vai. Quân hàm. Đúng rồi, đúng rồi. Đeo ở tay. Đúng rồi. Đeo cổ. Dây chuyền. Đúng rồi. Bộ đội đeo. Alo. Đúng rồi. Không phải là huy hiệu. Đặng tên. Không phải là huy hiệu thì là huy chương. Đặng tên. Nhưng mà có từ huy. Đó là từ có trong đáp án. Tôi đang rất là lo. Tôi thấy anh đưa tay lên vỗ ngực tôi nói thế nào nó huy chương cho coi. Huân chương đi. Nếu mà không phải huân chương đi thì thế nào cũng đó là huy chương. Rất tiếc là chúng ta đã bỏ qua thêm một điểm nữa. Chúng thôi là chúng ta đã ghi được 7 điểm là số điểm tối đa dành cho một chủ đề. Các bạn đã trải qua tất cả là 4 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau. Đội của ca sĩ Đông Đào được 6 điểm và đội của ca sĩ Thanh Sử 10 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Chủ đề thứ 5 dành cho đội của ca sĩ Đông Đào. Quân lệnh như sơn. Hay là trang thiết bị. Quân lệnh như sơn. Có trang thiết bị đi. Trang thiết bị. Trang thiết bị. Quân lệnh sợ quá. Bây giờ là trang thiết bị phải không ạ? Trang thiết bị, trang thiết bị. Không có hối hận nha. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ giúp cho máy động cơ hoạt động được. Xăng dầu. Tức là những thứ giúp cho máy động cơ hoạt động được. Đốt cháy là ga nha, gì cho xe chạy là xăng. Như là những cái gì ạ? Chắc là xăng dầu máy nhớt gì. Xăng dầu nhớt. Rồi còn gì nữa không? Ga. Ga. Lửa. Hả? Năng lượng mặt trời. Các bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Gì chạy xe được? Xăng. Gì cũng xe mà ngược xăng. Dầu. Cái gì để đốt nấu cơm? Gà. Okay. Cái gì để thắp sáng? Đèn. Điện. Không. Điện. Cái gì thổi? Gió. Cái gì đó 4 từ nãy? Năng lượng mặt trời. Cái gì cũng trong xe? Đen đen. Đen rồi nhớt. Như vậy là sự hoán đổi chủ đề vừa rồi mang đến một sự may mắn. Chủ đề cuối cùng là quân lệnh như sơn. Chủ đề này dành cho đội của anh Thanh Sử. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều liên quan đến quân đội. Theo thống kê thì chúng tôi dự đoán có khoảng 1.000 điều. Bạn hãy chọn ra 7 điều. Doanh trại. Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Bỏ qua. Ném. Lựu đạn. Không phải lựu đạn gần giống lựu đạn. Min. Đúng rồi. Võ Nguyên Giáp. Đại tướng. Đúng rồi. Củ Chi. Hai từ. Hai đất từ. Thép Thành Đồng. Không, hai từ. Cái gì Củ Chi? Địa đạo. Đúng rồi. Đi. Thành hai hàng. Đi thành hai hàng. Từ Bắc vào Nam. Đi. Từ. Cái đó nhớ rồi. Bác cùng chúng cháu. Hành quân. Đúng rồi.
cái từ mới nói lúc đầu tiên ấy. Ủa mà tôi cũng hơi thắc mắc nha, tại sao đi 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 có hai hàng à? Hành quân ta muốn đi mấy hàng ta đi chứ tự nhiên đi có hai hàng à? Như vậy là chúng ta đã trải qua tất cả là 6 chủ đề. Ở vòng thi này chúng ta thấy là đội của chị Đông Đào cũng đã có một sự cố gắng rất là lớn, ghi được những chủ đề có số điểm rất là cao. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta hãy nhìn lại số điểm của cả hai đội. Đội của chị Đông Đào được 13 điểm và đội của anh Thanh Sử 14 điểm. Một lần nữa lại gặp anh ở vòng thi cuối cùng, chinh phục chiếc bồ tháp của Nam. Quá may mắn, xin chúc mừng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình mang tên Chinh phục Kim Tự Tháp. Hôm nay tôi nghĩ anh Sử không có điều gì phải phàn nàn nữa cả, phải không ạ? Anh là một người rất là may mắn trong chương trình hôm nay khi hai lần được ngồi vào chiếc ghế đó, trong khi người ta cần có một lần thôi mà không được. Anh nhìn kìa, thấy không? Vâng, Thanh Sử cũng rất là muốn chị Đào được lên đây ngồi một lần, nhưng mà chắc là vì chị Đào nhường cho Thanh Sử á. Cho nên là tôi được may mắn như vậy. Thấy không, nói nghe dễ giận ghê không? Rất là mềm mỏng, phải không à? Rất là muốn chị Đào ngồi đây, nhưng mà thôi, cái này là chắc cái số, phải không? Anh hãy cố gắng tận dụng nha. Đây là một lần nữa anh có cơ hội để trả lời tất cả 6 chủ đề, thứ tự từ trái sang phải. Và anh lưu ý một điều là chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê. Chúng ta nhiều khi thời gian cấp bách quá, dễ đưa ra những câu gợi ý coi như là vi phạm lắm. Tương tự như vòng thi vừa rồi thôi, anh không được dùng tay để diễn tả, chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh đó. Hôm nay anh có một người đồng đội cũng rất là hiểu ý anh. Cố gắng đưa ra, bạn cố gắng đưa ra nhiều đáp án. Dạ. Bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi ha. Dạ. Chúc cho cả hai bạn thành công ở chủ đề cuối cùng này. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Thanh niên nhập ngũ, đi khám sức khỏe, nhập ngũ, ra quân, bỏ qua. Bỏ qua. Quần áo trang đội, quân phục, võ nguyên giáp, võ thị sáu, các vị anh hùng tộc, các vị anh hùng quân đội, cùng quân đội. Tiếp tiếp. Đá banh. Các môn thể thao. Đá banh. Chỗ mà chị Đào làm á. Không được dùng câu gãy. Tiếp tiếp tiếp. Quang Trung Nguyễn Huệ. Các vị dùng dân tộc. Quang Trung Nguyễn Huệ. Chị Đào làm ở đó mà. Môn chị Đào sử. Làm bao nhiêu người làm trong đó, nhắc với chị Đào làm sao người ta nhớ. Tên quân khu 7. Anh quân khu 7 đúng không ạ? Anh nói là live show ca sĩ Phương Thanh Trời Mưa đó, quân khu 7. Nhưng mà ở chủ đề đầu tiên thì tôi thấy các anh đã bối rối nghĩa vụ quân sự, nhưng mà đến chủ đề thứ hai, chủ đề thứ ba thì chúng ta đã thực hiện rất tốt, nhưng mà rất tiếc không còn thời gian để trả lời chủ đề thứ năm. Như vậy là đã thua ở chuột lần đầu tiên 200 điểm, phải không ạ? Chúng ta chỉ còn lại 700 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 700.000 đồng. Sau đây xin được mời ca sĩ Đông Đào và bạn Gia Tường cùng bước vào sân khấu với chúng tôi. Hôm nay chị gặp đối thủ cũng mạnh quá, phải không ạ? Nói vậy thôi chứ cũng ngang tài ngang sức, nhưng mà hôm nay anh Thanh Sử may mắn hơn một chút. Ở vòng thi cuối cùng chỉ gác nhau có một điểm thôi, 13-14 điểm. Đúng rồi. Có lẽ chị Đào nhường đấy, thực sự là như vậy đó. Chị Đào rất là am hiểu về quân đội hơn Thanh Sử nhiều lắm. Nhưng mà Đào không có làm trong quân y. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn lại thêm số điểm của mỗi thành viên như sau. Trước tiên đó là ca sĩ Đông Đào với số điểm là 1.350 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.350.000 đồng. Xin chúc mừng. Và bạn Đức với số điểm là 1.750 điểm, 1.750.000 đồng xin dành tặng cho bạn.
và bạn Gia Tường với số điểm là 1.900 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.900.000 đồng. Cuối cùng đó là anh Thanh Sĩ, hôm nay anh là người may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay khi đã hai lần được ngồi vào chiếc ghế chinh phục kim tự tháp với số điểm là 2.300 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 2.300.000 đồng. Ngoài ra chúng ta còn nhận những phần quà của nhà tài trợ Kala. Đây là bộ sữa tắm sáng da Kala, có kèm theo một chiếc ly Kala rất là xinh xắn. Đây, xin tặng Hoàng Đức. Bạn nhớ nha, đây là sữa tắm trắng da nhà bạn có thể sử dụng được. Anh Tâm Sử cũng vậy luôn nha. Xin cảm ơn. Và một lần nữa xin thay mặt chương trình cảm ơn các anh chị đã đến với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp đến đây là kết thúc. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của nhãn hàng Kala. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Đó là nữ diễn viên Ngọc Diệp. Xin chào Ngọc Diệp, à, em có hồi hộp không? Và vị khách mời thứ hai đó là nam diễn viên Quy Khánh. Đầu trắng. Dạ, cái gì đứng hiện tại em đang rất là hồi hộp. Màu trắng. Tuyết, tuyết, đeo cái gì ngay đây? Quý quà. Chặt lên rồi đâu xuống. Ổng thối. Rất xuất sắc.